Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhận thiếu sót vụ cổng trường sập đè chết học sinh lớp 4. Trao đổi với Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, vụ sập cổng trường khiến một học sinh thiệt mạng tại trường tiểu học Lê Hữu Trác, xã Đắk Xin, huyện Đắk Rơ Lấp vào chiều ngày 30 tháng 12, một phần là do học sinh đu lên cánh cổng. Một vài học sinh khác xô cổng qua lại gây mất cân bằng, trụ cổng bị đổ sập kéo theo cả cánh cổng đè lên người em học sinh lớp 4 này. Thời điểm xảy ra sự việc là khoảng thời gian nhà trường cho học sinh nghỉ học và đã có thông báo từ trước. Hai tiết học cuối do nhà trường bận đi tổng kết công tác đoàn ở xã nên đã thông báo cho phụ huynh đến đón con em mình sau tiết học thứ hai. Tuy nhiên vì mẹ của em TQB đau ốm bị bệnh tiểu đường nên cháu phải tự đi học về. Tan học, B cùng một số bạn ở lại trường chơi thì xảy ra sự việc đáng tiếc này. Ông Toàn cho biết hiện sở đang chờ đợi kết luận điều tra, làm rõ nguyên nhân đổ cổng trường từ phía cơ quan chức năng. Sáng nay, đích thân ông cũng đã tới gia đình của em TRQB để thăm hỏi động viên. Đến chiều nay 31 tháng 12, gia đình sẽ tổ chức tang lễ cho cháu. Trong hôm nay, toàn bộ học sinh của trường tiểu học Lê Hữu Trác tạm nghỉ. Ông Toàn khẳng định, sau hàng loạt các vụ sập cổng trường diễn ra trong thời gian vừa qua ở Lào Cai, Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị các phòng giáo dục đào tạo, các trường học quán triệt ra soát, tổng hợp và báo cáo lại sở về cơ sở vật chất của nhà trường. Chúng tôi đã chỉ đạo rất sát sao, sự việc đáng tiếc xảy ra một phần là trách nhiệm quản lý của nhà trường. Ông Toàn cũng nhận thiếu sót khi trước đây đã đưa ra văn bản rà soát, nhưng không yêu cầu chi tiết về chất lượng trụ cổng. Sau sự việc này, đầu tuần tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản yêu cầu tất cả các trường rà soát kỹ xem những trường nào chỉ xây trụ mà không có cốt thép để xử lý kịp thời. Nếu để tình trạng như vậy sẽ rất nguy hiểm cho sự an toàn của học sinh. Bên cạnh đó, ông Toàn cũng cho biết đã yêu cầu trường tiểu học Lê Hữu Trác báo cáo lại về thời gian xây dựng cổng trường, việc xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước hay xã hội hóa để có hướng xử lý, xem xét phần trách nhiệm và rút kinh nghiệm sau này. Trước đó, như Vietnamnet đã thông tin, chiều ngày 30 tháng 12 sau giờ học, khi các em học sinh đang chơi ngoài cổng trường, bất ngờ cổng đổ sập đè một em học sinh lớp 4. Ngay sau đó, học sinh này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Được biết, trụ cổng chỉ xây bằng gạch, không có bê tông cốt sắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.